Nam mặt người sáng quắc, nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình. Lệ nhạt nhòa đôi mắt long lanh, nghe tiếng con vẫn còn ngày xanh. Một cành hoa em cài mái tóc, anh đưa em đến quãng đường dài. Về thành đô anh may áo cưới, ta cho nhau xây dựng ngày mai. Ta yêu đời, ta yêu người, ta yêu mình. Xin em đừng quá buồn có hoa, xin em đừng đến những nơi chung xanh ngọt cả. Cuộc tình nào không vào đam mê, anh xin em giữ trọn lời thề. Dù người đời đến đời khen chê, ta thương nhau giữ trọn tình quê. Ta yêu người, ta yêu đời, ta yêu mình, tình từng phai. Xin em đừng quá buồn có hoa, tình nào không vào đam mê, anh xin em giữ trọn lời thề. Người người đâu người đời khen chê, ta thương nhau giữ trọn tình quê. Dù mình nghèo đời người khen chê, ta thương nhau giữ trọn tình quê. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và bây giờ, một bài hát nữa xin gửi đến phúc tặng cho tất cả quý vị. Em ơi có phải, em ơi có phải ngoài trời đang mưa? Em ơi có phải trời đã sang đông? Mùa đông xa băng anh đang chờ, mùa đông ái ân anh đang tìm, tìm màu áo cưới cho em. Ô hay mắt ngọc lại buồn hay sao, cho anh viết chặt một lần yêu em. Dù cho nét son kia phai màu, dù cho mắt xanh kia hững hờ, và dù năm tháng vội vã, ta quen biết nhau khi tàn xuân. Ta yêu thiết tha khi hè sang và mùa thu. Để mùa đông đám cưới đôi mình, em ơi siết chạy thật gần bên anh, cho anh giữ chặt nụ cười xinh xinh. Từ đây những đêm trăng thanh đây, mình không lẻ loi, không u sầu. Nguyện cầu ta mãi bên nhau. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Chờ Đông của nhạc sĩ Ngân Giang. Và không biết xúc gì hơn là chúc cho tất cả quý vị trong đại hội. Cảm ơn anh lần thứ 15 thật được nhiều thành công. Và một lần nữa xin cảm ơn quý vị và cho ban nhạc của chúng ta một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Thank you. Ta quen biết nhau khi tàn xuân, ta yêu thiết tha khi hè
sang. Và mùa thu đến anh gom ánh sao cho đêm đêm thiên thanh phương miền, để mùa đông đám cưới đôi mình. Em ơi siết chặt lại gần bên anh, cho anh siết chặt nụ cười xinh xinh. Từ đây những đêm trắng thanh đầy, mình không lẻ loi, không u sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Từ đây những đêm trắng thanh đầy, mình không lẻ loi, không u sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và một lần nữa không biết gì hơn là chúc tất cả quý vị, không biết bây giờ không còn ai còn có ủng hộ cho Thương Phi Binh thì Sao Huy sẽ mang thùng tiền xuống được không ạ? Còn nước còn tát phòng quý vị, ai còn không? Còn bao nhiêu cũng được hết. Quý vị có đồng ý không ạ? Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn Gia Huy rất nhiều. Cảm ơn Gia Huy rất nhiều. Và Gia Huy sẽ cầm cái thùng tiền xuống để mà mong quý vị chia sẻ một chút xíu nha. Thưa quý vị, đến đây đúng 5 giờ chiều vào ngày Chủ nhật tại miền Nam California, thành phố Westminster, ở QD Venue. Ban tổ chức vừa mới cho Quốc Thái con số để mà gửi đến cho quý vị. Quý vị chuẩn bị để cho một tràng pháo tay nha. Thưa quý vị, con số giờ phút này tính đến 5 giờ chiều, con số để gửi về Việt Nam cho Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa kỳ thứ 15 là 174.910 đô la. Là lớn lên thưa quý vị, 174.910 đô la. Yes, cảm ơn. Và những cái phiếu, những cái check và những tiền mặt tiếp tục đổ về. Cảm ơn Phạm Xuân Cường từ thành phố Westminster gửi tặng cho ban tổ chức 300 đô la. Trần Minh Công từ California gửi đến cho ban tổ chức 200 đô la. Lê và Vân Lê 150 đô la. Và thưa quý vị, MC Đỗ Thanh đã đóng góp chương trình ngày hôm nay với công sức của anh từ lúc 10 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều, và anh gửi tặng đến ban tổ chức 500 đô la. Và thưa quý vị, tiếp theo Đỗ Thanh, Quốc Thái và Ngọc Hiền từ QT Golden Marketplace and Food Court cũng như California Karaoke xin gửi tặng cho ban tổ chức 500 đô la. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Thank you. Cảm ơn quý vị. Và thưa quý vị, chương trình vẫn còn tiếp tục, chưa chấm dứt ở đây, bởi vì ca sĩ còn sức là còn hát. Một tràng pháo tay thật lớn cho nữ ca sĩ trẻ đẹp dễ thương với chiếc áo dài màu tím, Ngô Thúy Hằng. Để tiếp nối chương trình, Thúy Hằng cũng xin gửi đến một ca khúc, một sáng tác của anh Bằng, bài hát mang tên Gõ Cửa. Xin quý vị cùng nghe, cùng thương và ủng hộ cho chương trình ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khi sơn hà nhiều nỗi điêu linh, đôi bờ đôi ngã vẫn tranh nghĩ chi nhiều đến chuyện chung. Cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị đã ủng hộ cho Ngô Thúy Hằng ạ.